Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là uống nước trà xanh thay nước có tốt hay không? Thì Trang có 3 phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ điểm danh qua những công dụng của nước trà xanh đối với sức khỏe. Thứ hai đó chính là trả lời cho tất cả các bạn câu hỏi là uống nước trà xanh thay nước thì có tốt hay không? Và phần thứ ba, mỗi ngày chúng ta nên uống bao nhiêu và uống khi nào để tốt nhất? Nếu như các bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Và video ngày hôm nay nếu thật sự có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ngay sau đây với Trang nào. Các bạn thân mến, trà xanh, nếu như hỏi rằng nó có tốt cho sức khỏe của các bạn khi sử dụng hay không thì câu trả lời là có, bởi vì trong trà xanh chứa rất nhiều những hợp chất cần thiết cho sức khỏe của chúng ta như là vitamin, khoáng chất, polyphenol, alkaloid, flavonoid, amino acid, flor và các chất cần thiết cho cơ thể của các bạn nữa. Đặc biệt là cái polyphenol nó có chứa catechin cực kỳ có lợi cho sức khỏe của các bạn trong việc ngăn ngừa lão hóa, ngăn ngừa gốc tự do tấn công vào cơ thể. Và sau đây chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên, công dụng của trà xanh đối với sức khỏe là như thế nào. Sau đây là những công dụng nổi bật nhất mà trà xanh mang đến cho sức khỏe của các bạn. Đầu tiên đó chính là chúng ta nói đến khả năng chống lại các gốc tự do trong cơ thể, giúp cho bạn kháng viêm, kháng khuẩn và làm lành vết thương một cách hiệu quả. Ngoài ra, trà xanh còn có chứa cái hợp chất chống oxy hóa như là EGCG, nó giúp cho cơ thể của chúng ta bảo vệ khỏi những cái gốc tự do tấn công gây nên ung thư. Và catechin có trong trà xanh nó sẽ giúp cho bạn đào thải mỡ thừa một cách hiệu quả nhất, đặc biệt là những mỡ cứng đầu trên cơ thể của các bạn. Và một điều quan trọng đó chính là flavonoid trong trà xanh, nó sẽ giúp cho bạn ngăn ngừa được cái tình trạng là phá hủy men răng của chúng ta bởi những vi khuẩn tấn công đó, nó giúp bảo vệ răng miệng một cách tốt nhất. Đó là những tác dụng nổi bật mà trà xanh mang đến cho tất cả các bạn khi sử dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai để trả lời câu hỏi cho các bạn đây. Uống nước trà xanh thay nước hàng ngày có tốt hay không? Câu trả lời là không. Bởi vì sao? Bởi vì trà xanh mang đến rất nhiều những công dụng cho tất cả các bạn nhưng không được uống nhiều. Uống nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng ngược lại sức khỏe của các bạn. Và mỗi ngày cơ thể của chúng ta cần ít nhất là 1.600ml nước đến 2.400ml là cần thiết theo cái nhu cầu tháp dinh dưỡng dành cho người trưởng thành đó. Nếu như chúng ta bổ sung ít hơn cái lượng nước này thì cơ thể của bạn thiếu nước. Bổ sung quá nhiều thì sẽ dẫn đến cơ thể của chúng ta phải đào thải và tạo áp lực lên thận. Bởi vì mỗi ngày bạn chỉ cần uống từ 2 đến 3 tách trà là được, không nên uống quá nhiều. Uống quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng ngược lại sức khỏe và chúng ta sẽ bước sang phần thứ 3 với Trang nhé. Mỗi ngày chúng ta nên uống bao nhiêu trà xanh là đủ? Thì Trang cũng đã nói rồi đó. Mỗi ngày bạn chỉ cần uống từ 2 đến 3 tách trà là đủ cho một ngày. Nếu như bạn uống quá nhiều thì nó sẽ dẫn đến những hiện tượng sau đây. Uống nhiều thì sẽ gây táo bón nè. Ngoài ra nó còn cản trở việc hấp thụ sắt vào bên trong cơ thể của bạn, làm cản trở hấp thụ canxi. Từ đó bạn sẽ dẫn đến thiếu máu do thiếu sắt và cái tình trạng là thiếu canxi trong cơ thể sẽ dẫn đến loãng xương và các bệnh về xương khớp nữa. Và chúng ta không nên uống quá nhiều bởi vì nó gây táo bón ngược lại và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, bởi vì trong trà xanh có chứa tannin. Tannin giúp cho bạn cầm tiêu chảy tốt nhưng uống nhiều thì sẽ dẫn đến tiêu chảy và táo bón nữa. Các bạn cần lưu ý nhé. Đó là những gì mà chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Và tuyệt đối không uống trà xanh khi bụng còn đói bởi vì nó sẽ gây cồn cào bụng của bạn cũng như tăng axit dịch vị hơn. Và có nhiều người bị say trà xanh do uống lúc bụng đói. Nhớ là chúng ta sẽ uống sau bữa ăn từ 1 đến 2 giờ là tốt nhất. Nó giúp cho bạn trao đổi chất bên trong cơ thể diễn ra nhanh hơn, đồng thời hạn chế việc tích lũy mỡ thừa, giúp cho bạn điều trị được bệnh cholesterol và ngăn ngừa cholesterol trong cơ thể, tốt cho tim mạch. Đó là những gì mà Trang có thể chia sẻ đến tất cả các bạn. Và nếu như bạn muốn tìm hiểu thêm thì có thể tìm những cái tài liệu để chúng ta đọc và biết thêm về trà xanh.
Và ngày hôm nay Trang đã giúp cho bạn biết được rằng trà xanh không uống thay nước lọc mỗi ngày bạn nhé. Nếu như bạn thấy video ngày hôm nay thật sự cần thiết đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang, bạn lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.